Sáng ngày 6 tháng 5, 2017, tại địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, diễn ra một cuộc biểu tình kêu gọi chống Linh Mục Đặng Hữu Nam. Từ những video clip và hình đưa lên mạng xã hội cho thấy, một số trẻ em từ các trường học tay cầm cờ đỏ sao vàng, gậy gộc, vừa đi vừa chạy và hô to, Bác Hồ muôn năm, Bác Hồ muôn năm. Cũng có nhiều câu khẩu hiệu thể hiện dấu hiệu chia rẽ lương, giáo. Liên lạc với Linh Mục Đặng Hữu Nam vào tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, ông xác nhận. Chính quyền tỉnh Nghệ An cũng như huyện Quỳnh Lưu, rồi phòng giáo dục và sở giáo dục đã tổ chức cho người dân trình để rồi phản đối tôi. Trước đó, trong cái động thái trước đó thì họ đã huy động và thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh để rồi đấu tố tôi trong những cuộc họp của họ để đưa lên mạng, để truyền thông, vân vân. Rồi ngày hôm nay thì họ huy động không chỉ là cựu chiến binh, rồi phụ nữ, rồi thanh niên, rồi tất cả các nguồn lực và đặc biệt là học sinh, từ học sinh tiểu học cho đến cấp 3 đều sẽ đi tổ chức biểu tình để lên án tôi bằng cái hình thức giống như là đấu tố thời năm 1953 đến 57 thời xưa vậy. Trước những hành động, thái độ phản động của Linh Mục Đặng Hữu Nam, chúng tôi kêu gọi hội viên phụ nữ huyện Quỳnh Lưu. Theo những gì Linh Mục Đặng Hữu Nam chứng kiến trong ngày hôm nay, ông cho biết có một nơi huy động lực lượng là những phụ nữ để lên tiếng kết tội ông. Một nhóm học sinh ở nơi khác thì cầm cờ và hô những khẩu hiệu. Theo như lệnh của sở phòng giáo dục, vì có những thông tin rằng là họ buộc học trò phải đi biểu tình, vì nếu không ai không đi sẽ không cho thi tốt nghiệp, không cho chuyển cấp hay là hạ hạnh kiểm, vân vân. Bên cạnh những video clip và thông tin về đoàn biểu tình đấu tố, người theo dõi sự việc nhận thấy có hình ảnh những chai nước uống với khẩu hiệu người dân giáo xứ Phú Yên tiếp nước cho đoàn biểu tình do huyện Quỳnh Lưu tổ chức. Giải thích về điều này, Linh Mục Đặng Hữu Nam xác nhận và cho biết. Mặc dù chúng tôi không chấp nhận cái điều nội chung họ biểu tình, tức là vu cáo tôi, nhưng chúng tôi ủng hộ nhà cầm quyền huyện Quỳnh Lưu và phòng giáo dục huyện Quỳnh Lưu tổ chức cho người dân biểu tình. Bởi vì bấy lâu nay tại Việt Nam, người ta bảo là không được biểu tình. Trong một diễn biến khác xảy ra cùng ngày, Linh Mục Đặng Hữu Nam cho biết ông nhận được một công văn của tỉnh Nghệ An gửi hỏa tốc với nội dung tái yêu cầu tòa giám mục không bố trí công tác phục vụ cho Linh Mục Đặng Hữu Nam tại tỉnh Nghệ An. Theo thông tin nhận được, thì sáng Chủ nhật 7 tháng 5, tại địa bàn xã Quỳnh Lưu và trường cấp 2 Quỳnh Bảng sẽ có các cuộc biểu tình lớn hơn, gồm các học sinh của trường cấp 3 Quỳnh Lưu 3 và các trường cơ sở trên địa bàn. Cũng theo lời Linh Mục Nam, ông đã yêu cầu người dân trong giáo xứ chuẩn bị nước uống và nhà tiếp tế để hỗ trợ cho đoàn biểu tình ngày mai như một động thái ủng hộ quyền hiến định.